tối ngày 28 tháng 9 tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 7 năm 2024. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đạt giải C và 2 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ, Thăng Long Hà Nội là vùng địa linh nhân kiệt, là nơi lắng nguồn núi sông ngàn năm. Những giá trị văn hóa truyền thống qua các thời kỳ lịch sử cùng với các giá trị văn hóa trong thời đại Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ là nền tảng, là động lực, là nguồn lực quý báu trong xây dựng, phát triển thủ đô hôm nay và mai sau. Quán triệt và nhận thức một cách toàn diện, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, thủ đô Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng con người và phát triển văn hóa, coi văn hóa và con người là động lực, là nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển thủ đô nhanh và bền vững. Có thể khẳng định Hà Nội hiện nay đang đứng trước những thời cơ, những cơ hội thuận lợi để tiếp tục cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phát triển văn hóa và xây dựng con người. Trong thời gian tới, thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung triển khai toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phát triển văn hóa thủ đô, vừa đảm bảo tính bảo tồn, tính kế thừa, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, để văn hóa Thăng Long Hà Nội thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng đóng góp vào mục tiêu xây dựng thủ đô trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, người dân hạnh phúc. Giải báo chí thu hút 345 tác phẩm của 48 cơ quan báo chí, trong đó có 7 cơ quan báo chí Hà Nội, 41 cơ quan báo chí trung ương, bộ ngành, địa phương gửi tham dự với đầy đủ các loại hình báo chí. Trong đó có 108 tác phẩm báo in, 150 tác phẩm báo điện tử, 87 tác phẩm phát thanh truyền hình. Đây cũng là năm có số lượng tác phẩm báo chí, số cơ quan báo chí trung ương tham dự giải nhiều nhất từ trước tới nay. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Điều đó thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của những người làm báo, các cơ quan báo chí trước các vấn đề đặt ra đối với phát triển văn hóa thủ đô Hà Nội hiện nay. Tại lễ trao giải, công chúng được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt Khí chất Thăng Long, Hào hoa Hà Nội. Đây cũng là chương trình nghệ thuật lớn, có ý nghĩa mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô.